Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình hấp xôi lá cẩm nha các bạn. Gạo mình đã vo sạch rồi, mình sẽ cho nước lá cẩm vào, mình ngâm ở đây 6 giờ nha các bạn. Mình đã ngâm gạo được 6 giờ rồi. Mình sẽ mang gạo đổ ra cái rổ cho ráo nước nha các bạn. Mình cho lá dứa vào nồi nước sôi nè. Và chuẩn bị đi hấp xôi nha các bạn. Mình cho nếp vào sừng và mình mang đi hấp nha. Đậu xanh mình đã ngâm nở rồi. Bây giờ mình sẽ đổ ra cái rổ cho ráo nước nha các bạn. Mình sẽ nấu đậu xanh cho mềm. Rồi mình cho ra cái chảo, mình sẽ xào đậu xanh cho khô nha các bạn. Còn đây là nguyên liệu cho vào xôi của mình. Đậu xanh mình đã xào khô rồi, mình để ở đây cho nguội nha các bạn. Sau 30 phút mình cũng đã hấp xôi chín rồi. Hấp xôi rất là dễ nha các bạn. Mình cho dầu dừa lên. Mình cho nước cốt dừa thêm vào. Cho thơm béo ngậy đó các bạn. Mình cho đường với sợi dừa vô xôi nha các bạn. Và mình trộn lên cho đều nè. Mình sẽ mang đi nhấn bánh xôi nha các bạn. Đó, mình đã nhấn bánh xôi xong, đẹp mắt quá các bạn ơi. Nhìn bánh xôi ngon quá. Thơm ơi là thơm đó các bạn. Mình sẽ cắt ra và mình sẽ ăn thử nha các bạn. Xôi thơm ngon, béo ngậy lắm đó các bạn. Xin mời các bạn ăn xôi với mình nha. Mình đã làm xôi xong rồi. Xôi vừa đẹp mắt vừa ngon đó các bạn. Các bạn cũng hãy làm cho người thân thương của mình thưởng thức nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình. Xin chào các bạn nha.